Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đi Review. Và trên tay mình đang cầm đây chính là chiếc VinSmart Active 3 vừa mới ra mắt vào ngày 3 tháng 1 năm 2020 và đang gây sốt với cộng đồng mạng. Vậy thì theo các bạn, trong phân khúc khoảng tầm 4 triệu chúng ta có nên mua Active 3 không? Sản phẩm này có xứng đáng để chúng ta bỏ túi tiền ra mua không? Thì hãy cùng mình giải đáp thắc mắc ngay trong video dưới đây nhé. Điểm đầu tiên mà mình nghĩ chiếc VinSmart Active 3 này xứng đáng để chúng ta lựa chọn đó chính là về phần thiết kế vô cùng sang trọng. Mặt lưng thì được làm bằng màu sắc Gradient rất là bắt mắt, lấy ý tưởng từ những viên đá quý. Và VinSmart Active 3 của chúng ta thì sẽ sở hữu trọn bộ màu sắc sưu tập rất là độc đáo và bắt mắt, đó chính là màu xanh lục bảo này, xanh sapphire, đen thạch anh và màu tím. VinSmart Active 3 thì sẽ có kích thước là 6,39 inch với viền màn hình mỏng tỷ lệ lên đến 92% và thiết kế nhỏ gọn trong lòng bàn tay nên là chúng ta cũng sẽ dễ dàng khi sử dụng. Về chất lượng hiển thị thì máy có độ phân giải Full HD Plus trên tấm nền Super AMOLED nên sẽ mang lại cho chúng ta những hình ảnh vô cùng sống động. Và với thiết kế full view như vậy thì bạn nào mà thích xem phim hay chơi game thì sẽ rất tuyệt vời đấy. Rõ ràng thì VinSmart Active 3 thì sẽ mang lại cho chúng ta những thị giác hoàn hảo từ trong ra ngoài, đúng không nào các bạn? Ngoài thiết kế thiệt thượng thì chiếc VinSmart Active 3 của chúng ta còn có khả năng chụp những bức hình vô cùng ấn tượng. Cụ camera chính lên đến 48 megapixel thì sẽ cho các bạn những bức hình vô cùng chân thực. Và mình so sánh thì chất lượng ở trong ảnh với bên ngoài không khác gì là mấy, và khi zoom lên thì cũng sẽ không bị bệt màu. Active 3 còn có nhiều chế độ quay phim rất là chuyên nghiệp như là quay nhanh, quay chậm, time lapse. Và đây là sản phẩm đầu tiên mà VinSmart sử dụng camera thiết kế dạng thò thụt với độ phân giải là 16 megapixel kết hợp với công nghệ AI thông minh và những sticker độc đáo thì làm cho bức ảnh của bạn sinh động hơn. Mình đã trải nghiệm thử và thấy góc chụp camera trước của Active 3 cũng rộng hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó thì VinSmart Active 3 còn tích hợp sẵn hệ điều hành VWS 2.5 mang lại trải nghiệm tối giản hơn và mượt mà hơn rất là nhiều. Các trình duyệt ghép tích hợp sẵn cũng tăng cường bảo mật vượt trội. Với VWS 2.5 thì chúng ta còn có thể gọi điện này, nhắn tin VinSmart miễn phí giống như là iPhone đó các bạn. Về hiệu năng thì mình thực sự không đánh giá cao về chiếc VinSmart Active 3 này lắm. Với con chip Helio B60 mà trên các game hot hiện nay như là Liên Quân này, PUBG thì chỉ chơi được cái chế độ thường thôi. Còn nếu các bạn chơi ở chế độ FPS cao thì sẽ có hiện tượng giật lag và màn hình răng cưa. Chiếc máy này sẽ hướng đến trải nghiệm tối ưu phù hợp với tác vụ cơ bản như là lướt web, quay phim, chụp ảnh. Còn bạn nào mà muốn lấy smartphone chính hãng mà trên 3 triệu chính game ngon ấy, mình khuyên các bạn là nên lấy VinSmart Lite. Sản phẩm này thì tầm 3.490.000 thôi, nhưng hiệu năng đến từ con chip Snapdragon 675 sẽ đứt con chip Helio B60 đấy. Bạn nào quan tâm thì mình để đường link bên dưới nhá. Cuối cùng về mức giá thì chiếc VinSmart Active 3 này sẽ có giá niêm yết là 4.990.000 và sản phẩm này sẽ được bán chính thức tại Việt Nam vào ngày 13 tháng 1 năm 2020. Khi mua một chiếc smartphone chắc chắn các bạn sẽ rất quan tâm đến chế độ bảo hành, đúng không nào? Và theo mình thấy thì các smartphone chính hãng đều được bảo hành chỉ tầm 12 tháng thôi và bao tết đổi mới trong vòng 30 ngày. Thế nhưng mà VinSmart có chế độ bảo hành hậu mãi vượt trội trên thị trường với chế độ là bảo hành 18 tháng chính hãng và 1 đổi 1 trong vòng 101 ngày. Như vậy là mình vừa đưa cho các bạn những thông tin nổi bật nhất của chiếc VinSmart Active 3 với thiết kế rất là sang trọng, máy CC, cụm 3 camera thì chụp ảnh ấn tượng và hệ điều hành VOS thì hỗ trợ mượt mà. Các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Liệu nó có xứng đáng với mức giá mà VinSmart đã đưa ra không? Thì hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Đừng quên like và subscribe của kênh. Mình là Chi. Xin chào và hẹn gặp lại.